Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay Xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Còn có ai khanh Nhờ thúc giục bên chữ châu Phải nhanh chóng xét nhà, chậm xét sinh biến Thuận tiên phải cẩn thận kiểm tra một lần Quốc khố là chuyện lớn, không được bỏ sót. Vũ Thao lĩnh mệnh, còn chưa đứng người lên lại nghe tiếng Chu Tề Du dặn dò. Được rồi, ngươi trực tiếp đi một chuyến. Điểm người tề ngựa cần phải điều tra cẩn thận một chút. Vũ Thao vui vẻ lĩnh mệnh, hiểu ngay thâm ý trong đó. Bệ hạ ngại nhập trướng quá chậm và lại trăm triệu quá ít còn muốn nhân cơ hội kiếm thêm một chút. Rất tốt, giá cũng hiểu 10 triệu quá ít Đông Vương chết gã phải gánh vác nhiệm vụ chủ yếu, phải thêm tiền. Sau khi Vũ Thao rời đi, cả khuôn mặt Chu Tề Du chìm xuống. Đồng Vương đang chết, nếu không phải tổ tiên có công với Giang Sơn xá tắc, huyết mạch không thể đoạn, chấm thật thận không thể cho gã một cái tội diệt tộc, mang theo vinh dự tổ tiên đi tìm chết quá thực tiện nhỉ gã. Lão thay giám cúi đầu rủ xuống, lớn tuổi rồi, lại bắt đầu thần du thiên hoại. Cũng được, đưa cả nhà tới kinh sư dưỡng lão, đất phong giao cho triều đình quản lý, cũng còn lưu lại một chút thể diện cho tổ tiên. Chu Tề Du trầm ngâm một lát rất nhanh liền nghĩ tới một lựa chọn phù hợp cho quận trưởng. Chu Thế Mộc Lúc đầu huyện Tể Lang vụ huyện Đông Dương quận Chữ Châu bởi vì xà long giáo làm loạn hàm an. Sau khi tẩy đi ô xanh liền được điều đến kinh sư, tiếp tục là một huyện quan phụ mẫu. Kinh sư thập huyện tùy ý có thể thấy được người họ Chu làm quan huyện ở bên trong nơi này rất khó, so với làm con cháu còn nhẹ khuất hơn. Chu Tề Du thấy được vị thế chất này rất được, triệu hồi về chữ châu cũng coi như trở lại trốn cũ là được. Lũng thanh tẩy thanh vệ phá tan long xà giáo là ai? Chu Tề Du trong mày một lát, sau đó mặt rồng không vui, trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Lại là cậu vật này, phiền chết đi được, làm sao nơi nào đều có hắn. Bệ hạ, nên xem tấu trương rồi, thấy chu tề du lè mè lão thái giám một mực không nói là mở miệng chấm đang nhắc lại chuyện lớn của quốc gia có phần sầu lo cái sổ sách này bản tấu này ngày mai xem cũng không muộn bệ hạ đây chính là tấu chương từ hôm qua tấu chương hôm nay còn chưa trình lên đâu lão thái giám mỉm cười loại chuyện hầu hạ hoàng đế này lão rất có kinh nghiệm có thể rất rõ tìm lời để nói với chu tề du kéo dài tới sang năm cũng vô dụng nên hoàng đế vẫn là hoàng đế người khác giúp đỡ không được. Chữ Châu Đông Vương Quận Một chuyến xét nhà vẫn còn tiếp tục. Hai gã tử vệ loay hoay chân không chạm đất. Một cái chủ tính toàn cục, một cái không ngừng tạo ra nhiệm vụ phát cho mình, sau đó lại chuyển giao cho người chơi. Tay cầm bình trà lục bắc hô to đã nghiền. Mỗi ngày ở trong văn phòng uống chút trà, ấn toàn dấu liền có trăm vạn kinh nghiệm. So với chính mình cực khổ làm nhiệm vụ xuống đất thăm dò bí cảnh sướng hơn không biết cấp bao nhiêu lần chỉ là có một điểm không tốt đám giao hẹn gia nhập huyện âm ty quá nhiều hoàng cực tông liền thành thiếu phụ luống tuổi có chồng không ai muốn vào huyện âm ty kê biên tài sản đông vương quận đơn đặt hàng nhiệm vụ giống như bông tuyết không nhìn thấy điểm cuối cùng và lại bởi vì địa điểm cũng tập trung ở đất đai một quận tới lui vô cùng thuận tiện nhiệt tình của các người chơi đối với huyện âm ty tăng vọt đánh chết cũng không liếc mắt nhìn hoàng cực tông như này rất không tốt theo ý tứ của lục bắc người chơi gia nhập huyền âm ti cùng hoàng cực tông chia ra một nửa. Nhân thủ hai phe đầy đủ, không cần điều hành, liền mở ra trận doanh đối địch, kích thích các người chơi tăng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì tình hình trong nước võ chu, bộ phận chức quyền của huyền âm ti cùng hoàng cực tông có chỗ trùng lập. Hai phe người chơi vô cùng có khả năng đồng thời nhận được một cái nhiệm vụ. Không muốn lãng phí thời giờ bị đối phương cướp được kinh nghiệm, chỉ có hai chữ có thể nói rõ. Cạnh tranh thường xuyên qua lại hiệu suất liền tăng lên rồi. Gần đây lục mỗ tới vận hành, tin tức xấu không nhiều lắm, tin tức tốt một trái tiếp một trái. Một đêm xét nhà, nhất là sách lược trang bức thành công, danh tiếng hiệu trưởng cao của tân thủ thôn Cửu Trúc Sơn được lan truyền nhanh chóng. Trên diễn đàn quản trị viên đã xuất hiện bài post về hắn. Vừa đi vào có thể thấy một khuôn mặt anh Tuấn Tiểu Bạch Kiểm, tin nhắn đầu tiên phân tích. Người này là nhân vật nằm vùng nội dung chính tuyến của Võ Chu, dường như là một trong vận mệnh chi tử. Theo thời gian chuyển rời, do lạm phát dẫn đến thị trường cung ứng quan hệ xuất hiện biến hóa, giá trị con người của chuyển thế tiên nhân liên tục hạ thấp, không còn lực hấp dẫn như ngày xưa nữa. Số người chơi mới tạo tài khoản còn không ăn được tiền lãi của thân phận, lại trở về quẫn cảnh lúc giai đoạn bắt đầu Open Beta, không có cả cửa bái sơn. Một bên nhào tới không còn cái quần, ăn cơm chùa còn phải ở khách sạn rửa chén bát ngay cả một tiểu nhị cũng không đánh lại một bên là học viện chuyên nghiệp danh sư phụ đạo học xong khóa tốt nghiệp còn được bao phân phối công việc ra trường học mặc dù lĩnh một thân phận và bộ da con chó từ đó coi bát sắt làm công ăn lương cái này còn phải chọn dừng chân đạp cũng biết tạo tài khoản không có ở gần núi cửu trúc sơn thì căn bản không có ý nghĩa xóa lặp lại trong lúc nhất thời vườn giao hẹp bắt đầu mở ra hình thức ban đầu của thời đại mới Vườn rau hẹ thời đại mới đã bắt đầu có hình thức ban đầu, cách nuôi trồng quy mô tập thể lớn còn thiếu không ít hỏa hồng. Nếu miệt mài theo đuổi nguyên nhân thì là do bản đồ cửu châu thế giới quá lớn. Một mặt là khi tạo tài khoản sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, còn đó chính là quần áo của tiểu tiên tử, tiểu tỷ tỷ, bảo thủ. Lực hấp dẫn của đạo tu xa xa không bằng ma tu cùng yêu tu. Võ Thu là địa bàn của đạo tu, Phật môn ở chỗ này cũng chỉ có thế lực nhất định, Số lượng yêu tu không nhiều lắm Ma tu ít đến thương cảm Phúc lợi đánh ngộ cửu trúc sơn cho dù có tốt Nhưng cũng là đạo tu Hot trên thị trường quản trị viên thủy chung Là yêu nữ và ma nữ Bảy thành người chơi đều vì quan tâm tới các nàng Mặc dù chỉ là nhân vật game không thể làm gì Nhưng tâm tư thủy chung không quên mục đích ban đầu <laughs> à, Lão nhị trốn trong đó làm gì vậy Hôm nay có người kinh thành tới Nghe không hiểu hay sao Hồ Tam đứng cửa ra vào, dùng khí tức cảm ứng, xác định bên trong cũng không có vương phi xin tha, càng không có dở trò hoạt động, bay đen dùng một chân đá văng cửa lớn. Lại nhìn lục bắt tay cầm con dấu, đùng đùng in tài điệu nhịn không được lộ vẻ mặt két bỏ. Một cái con dấu mà cũng có thể chơi vài ngày được, người đệ đệ này đúng là không quá có tiền đồ. Binh đính mang ra ngoài cũng vậy, vì đoạt một cái càng khôn giới, chống không, hơn 10 người tranh nhau vỡ đầu, là mặt huyền âm ti đen cũng xóa thành trắng rồi. Đại ca, công việc bận rộn, người đi xã giao, ta lưu lại tiếp tục xử đi văn án. Lục Bắc không chịu rời khỏi vòng âu yếm của kinh nghiệm. Hồ Tam cũng không hiểu những thứ này, miệng đầy đạo lý đối nhân xử thế. Lai ép lôi kéo bằng được Lục Bắc ra khỏi cửa phòng, nhỏ rộng. Thế nào, thủ pháp phá giải càn khôn giới luyện như thế nào rồi? Hơi có tiểu thành, luyện thêm hai ngày điền có thể động thủ, để ngừa lộ ra tư chất vô cùng kinh người, Lục Bắc Uyển chuyển nhả một chút tiến độ. Ê, không hổ là ta, đã biết rào rõ cho người sẽ không sai. Ta. <laughs> hồ Tam tán xương. Cái ngày đưa tình báo đi kinh thành, huynh đệ hai người đồng thời sờ một cái, tây lấy một cái, thuận tiện lấy chút tiểu đồ vật không đáng tiền. Hồ Tam đối với các loại tục vật như châu báu ngọc ngà không hứng thú cho lắm, chỉ lấy ít tranh chữ đồ cổ, lục bắc không giống bất kể tục vật hay tác phẩm nghệ thuật đều đối xử như nhau mưa móc đều dính tất cả đều muốn vật thiết yếu cho người tu hành huynh đệ hai người một cái cũng sẽ không khách khí tinh hạch chuyển theo dương thiên tài địa bảo kỳ hoa khác thảo trực tiếp bắt tới tay mềm làm xong những thứ này điền thả thư ký vào trận kiểm kê đều là đồ vật nhà nước kêu bọn họ nhẹ tay nhẹ chân chớ để hư hao mất Trước khi đi, Hồ Tam thuận tay cầm 50 cái càn khôn giới, Lục Bắc cảm thấy không ổn, hai cái 25 quá khó nghe, lại lấy thêm 10 cái cho tròn số nguyên. Đồ nhất may mắn. Mọi người đều biết, đều là trang bị không gian, túi càn khôn không có chút tiết tháo nào đáng nói, ai tới đều được. Càn khôn giới thì không, nếu là hàng cao cấp thì cần nhỏ máu nhận chủ, độ trung thành rất cao. Dưới tình huống dùng vũ lực mở ra, càn khôn giới sẽ bị hao tổn, tỷ lệ rơi đồ cực thấp có thể ra cái hàng cơ bản gì đều dựa vào nhân phẩm. Trí tuệ người tu tiên là vô tận, chỉ cần có khóa liền nhất định có chuẩn bị chìa khóa. Huyện âm ti có thợ mở khóa cao cấp, có thể trong tình huống không làm hỏng càn khôn giới đồng thời hoàn hảo không hao tổn gì lấy ra vật phẩm. Cái tay nghề này có chút phức tạp, Hồ Tam chẳng muốn đi học, vung tay vứt một quyển sách kỹ năng ném cho nhị đệ yêu nghiệt, để cho hắn tự mình nhìn rồi làm. Lục Bắc vung tay chính là một đống kinh nghiệm, trực tiếp cái này kỹ năng thành mãn cấp. Kỹ năng mãn cấp cho năng lực vô cùng. Cái càn khôn giới thứ nhất liền mở ra 10 hộp châu bóng ngọc thạch chân châu làm đẹp. Trong hộp có ngân phiếu 300 vạn. Bốn bỏ làm năm đã bảo chuyến này của hắn không phải lãng phí. Bởi vậy cũng có thể thấy được càn khôn giới cũng không phải trang bị không gian có không có tí sơ hở nào. Tiên thiên cảnh tự mình sáng lập không gian tùy thân mới gọi đáng tin. Dưới tình huống không gặp phải trộm cướp có thần thông hiếm thấy, bảo bối để ở không gian tùy thân, căn bản là vô cùng ổn. Vì sao nhất mạch đông vương phủ nhét của cải tồn kho và càn khôn giới mà không phải là không gian tùy thân? Lục Bắc ngay từ đầu không hiểu rõ lắm, thầm nghĩ người nhà này vì sao không khôn ngoan như thế? Về sau mới phản ứng không phải không khôn ngoan mà là không làm được. nhất mạch đông vương ở đông vương quận là tồn tại cấp bậc thổ hoàng đế cơm áo không lo phú quý thông thiên thêm với chính sách tước bỏ thuộc địa của triều đình từ lúc sinh hạ tới ngày đó đều bắt đầu là ngồi ăn rồi chờ chết dưới hình thức chăn heo người nhất mạch đông vương đều khuyết thiếu lòng cầu tiến tu hành toàn bộ nhờ vào đan dược tu vi cao nhất cũng là bão đan cảnh cánh cửa tiên thiên cũng không hiểu được ở đâu ra không gian tùy thân đáng nói rất tốt bởi vì bọn họ không cầu phát triển, Lục Bắc càng có thêm tự tin về việc xây dựng bình đài. Huyền Nương Sơn Mạch, dãy núi xanh um tươi tốt, xanh ngắt không dứt, liên miên tầng tầng, trải đi. Hơn 10 chiếc phi toa từ trên đường chân trời bay đến, lướt qua dãy núi trùng điệp, dừng lại lơ đường gần Đông Vương Phủ. Từng đạo thân ảnh mặc hắc y ra khỏi hàng, mặt không cảm xúc thần sắc lạnh đùng. Mỗi lần hô hấp cũng toát ra sát khí làm cho người ta không dám tới gần. Người đầu lĩnh có khuôn mặt chữ điền, làn da ngăm đen, phía dưới đôi lông mày rậm rạp là một đôi mắt thâm trầm lập lòe. Huyện Âm Ti, huyền vệ, Vũ Thao. Ở Hoàng Thành Vũ Thao là một võ phu chất phác, là loại người cả người đẫn vật đều vô hại không có gì chú ý. Đi xa Hoàng Thành, khí chất toàn bộ trên người đại biến, dưới vẻ thô cạch bề ngoài đều có vẻ thâm sâu trầm lắng, trừng mắt nhìn qua, không giận mà uy các người chơi thấy người đàn ông cường trắng này nhao nhao núp phía xa chụp ảnh trộm có hiếu kỳ cũng chỉ dám xa xa nhìn xem như thế nào lợi hại người này chính là người đứng đầu huyền âm ti, lão đại trong lão đại đi nghe nói có hai huyền vệ ở vũ thao chỉ là một người trong đó bộ dáng rất khủng bố thường nghe người ta nói hai chữ khí thế hôm nay mới có thể tính là nhìn thấy được ý tứ gì hiệu trưởng chúng ta không có khí thế khí thế hiệu trưởng là tương đối nhạt Loại tình thế như là, là loại hình thế ngoại cao nhân, không có được áp bách như đầu đỉnh tỉnh báo. Gia hỏa này đứng trước mặt của ta, đều không cần heo bới ra cơm. Ta cam đoan không biết không nói, hỏi cái gì nói cái đó. Khá lắm, người nói hiệu trưởng là cá ướp muối, ta sẽ tố cáo, người chờ chết đi. Các người chơi nói làm nhầm, Vũ Thao nghe vào trong tay coi như tiếng gió. Trong kinh thành cũng có tên nhân chuyển thế, huyền âm ty cũng đã giam qua không ít. Cũng từng ám ảnh thẩm vấn qua, phần lớn đều là ăn nói bậy bạ, ngôn ngữ địa phương khó hiểu. Lời nói hiếm lạ cổ quái đến giờ vẫn không phiên dịch thành công, bị coi là ngôn ngữ của tiên giới. Hạ quan Hồ Tam Hồ Tứ, bái kiến Vũ Đại Nhân. Lục Bắc Hồ Tam chờ đợi đã lâu tiến đến chắp tay kho mình hành lễ. Nhị vị không cần đa lễ. Vũ Thao duỗi ra hai tay, đỡ quỷ hai người trầm xuống lắc đầu cười. Hờ, Vũ Mỗ già hơn hai vị đồng điêu vài năm, chiếm được tiện nhi tuổi tác chức cao hơn chút chúng ta đều là tùy tùng đi theo bệ hạ. Hai vị khách ký như vậy quá thật hơi đề cao vũ mỗ. Gã đối với Hồ Tam không dám canh kiệu. Dẫu sao Hồ Nhị là người lãnh đạo trực tiếp của gã. Nếu không có Hồ Nhị đề bạt, gã không ngồi được trên vị trí huyền vệ này. Lục Bắc thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Nghĩa tử Hồ Nhị, nhân tình trưởng công chúa, vô cùng có khả năng trở thành tỷ phu của hoàng đế. Sang trọng quần sáng gia thân, nói tự hạ mình, chỉ cần qua vài năm người ta điền biến hóa nhanh chóng. Huyền vũ ghệ gã điền biến thành ra thần, phải dựa vào hơi thở của người ta. Ba người hàn huyên một phen, hai cái mồm mở sưng hô tôn kính, một cái gọi thẳng khiêm tốn, bầu không khí rất vui sướng. Lại nói, đây chẳng phải là lần đầu tiên Lục Bắc gặp Vũ Thao, trước kia hắn từng xa xa liếc mắt qua rồi. Là lúc chưa xuyên qua, phiên bản 3.0. Khi đó đẳng cấp người chơi phổ biến không tầm thường, phóng mắt võ chu đã là một tổ thế lực không tầm thường. Giống như ở Nhạc Châu, từ khi quốc chiến 2.0 kết thúc liền biến thành hậu hoa viên của các người chơi. Vì một thành trì tai họa ngày thứ tư, đánh túi bụi, suốt ngày không phải ở trên đường công thành, chính là trong phục sinh đếm dây. Còn ở kinh thành cao thủ tụ tập, các người chơi tương đối thành thật giữ bản phận. Huyền âm ti thành đầu lĩnh công hội, báo hết nhiệm vụ bên ngoài đoạt đi nguồn sống của Hoàng Cực Tông. Lục Bắc quanh năm ở kinh thành chạy nhiệm vụ, trong lần thưởng trực kinh nghiệm đoàn đội đã gặp qua vũ thao một lần khi đó hắn đứng đấy như lâu la vũ thao nhân vật lớn với không thể tới hiện tại chỉ có thể nói chân của nghĩa mẫu thật là dài thật là trắng hai vị đồng điêu vụ mới giới thiệu cho các người chút vị này chính là chu đại nhân mới nhậm chức ở quận trưởng đông vương quận được bệ hạ ưu ái hồ đây chẳng phải chu huyện tại sao chúc mừng thăng quan thật đáng chúc mừng Khóe mắt Chu Thế Mộc giật giật nhìn Lục Bắc vô cùng quen thuộc. Lúc ở Lang Vũ huyện, chỉ điểm người này đối với gã đến bây giờ vẫn không dám quên. Mỗi lần đều từ trong mộng bừng tỉnh, đều phải xác nhận phu nhân vẫn còn bên giường. Nói tức thì người ta có ân cứu mạng với gã, có thể nói như là phụ mẫu tái báo. Nói ơn, người ta là làm việc không kiêng kỵ, há mồm có thể tức chết một đầu con trâu. Cũng rất mâu thuẫn. Phía sau huyện tài phu nhân bây giờ là thái thú phu nhân nụ cười cứng nhắc cũng hơi có chút xấu hổ. Chu Thế Mộc là một người thuộc phái hành động, cần chính quan tâm dân, chiến tích ưu tú. Lúc nhậm chức ở Lăng Vụ huyện được dân chúng địa phương sâu sắc kính yêu, vừa hạ xuống đất cũng không có nghỉ ngơi, liền dẫn phu nhân tiến đến phủ thái thú. Trước khi đi, gã ghi nợ một tờ phiếu, từ trong kho huyện âm ti giam Đông Vương Phủ lấy đi ngân phiếu 500 vạn. Dưới mắt Đông Vương quận, nghèo một hai trắng, bất kể là chỉnh tốn dân hành chính hay là làm cho chiến tích ưu tú nạp lòng dân, cũng ắt không thể thiếu tiền tài. Vũ Thao cùng huynh đệ đối với hai người tạm thời của huyện âm ty truyền miệng ý chỉ hoàng đế. Kinh thành đã trọng điện, bản huyền vệ không cách nào ở lâu, chỉ đặt chân ba năm ngày sẽ phải rời đi. Các mặt phương diện, bệ hạ sẽ có chuyên gia trà rõ, làm phiền hai vị hỗ trợ bên trong. Vũ Thao nói tới chuyến này, trừ kiếm thêm một chút cho mình, còn cánh vác mong đợi của bệ hạ. Trăm triệu quá ít, ít nhất phải gấp ba năm lần. Hai người kiếm đã đủ rồi, sau này chớ không biết tốt sống. À, đại nhân cực khổ, phạm nơi nào cần dùng tới, chỉ cần nói là được. Hồ Tam, à, cái, cái, cái vụ chuyển hàng ổ này về sau cái gì cũng không thấy, à, cái gì cũng không nghe thấy. Huyền về đại nhân không biết mấy ngày nay huynh đệ hai người chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt bản chức vì kiểm toán đi sớm về hôm, loay hoay một khắc chưa từng dừng lại. Chỉ sao phụ hoàng ân mênh mông quần quần. Lục Bắc, bệ hạ có ý gì? Sự tình xét nhà có hợp pháp không? Hai vị đồng đều yên tâm, bệ hạ sẽ không chậm trễ công thần có công. Sau khi đóng hòm quan tài, sẽ đều có phong thưởng. Vũ Thao, bệ hạ đã đồng ý chuyện này, y là chủ mưu. Vài câu nói kết thúc tràng cảnh ba người đều mặt mày hớn hở. Lục Bắc cùng Hồ Tam sảng khoái giao ra binh quyền cùng sổ sách của Đông Vương Phủ vật chứng, chìa khóa nhà kho, sau đó nói rõ về chỉ bảo Đông Vương trật tự, lại còn lại một mực giao cho Vũ Thao làm nốt. Còn có một việc, hai vị cần nghe kỹ. Trước khi tan cuộc, Vũ Thao cười nói, chuyện Đông Vương Phủ mưu phản có ảnh hưởng cực lớn ở Kinh Thành. Trên triều đình đã bị làm cho túi bụi, Đông Vương Phủ đã không thích hợp để thống trị Đông Vương quận. Bệ hạ Niệm vị tổ tiên kia lập đại công Không đành lòng lột bỏ vương y Cố ý chuyển Đông Vương Phủ đến Kinh Thành Mời một nhà Đông Vương tiến vào Kinh Thành cư trú Đông Vương quận sẽ do triều đình thay mặt quản lý Bệ hạ có ý tứ là Vũ mỗ sẽ ở đây 3 đến 5 ngày Sau đó khởi hành hồi kinh phục mệnh Người xung quanh Đông Vương Phủ thì hôm nay điền xuất phát Do huyện âm ti đích thân hộ tống Nhưng thế cục trên triều đình không rõ Bệ hạ lo lắng Đông Vương sẽ gặp được gián quan phục mạng phải kéo dài một chút nhật trình chương trình trong vài ngày nụ cười của vũ thao không thay đổi lần đi kinh thành này đường xá mặc dù xa nhưng phong cảnh vạn dặm giang sơn xinh đẹp tuyệt trần như thế nào bệ hạ để cho đông vương đi theo xe ngựa thuận tiện trên đường dài sầu nhớ lại một phen vinh quang tổ tiên chờ đến kinh thành nghị luận trên triều đình đã vượt qua đông vương thanh thản ổn định hưởng thụ phú quý không cần lo lắng nữa bệ hạ nhìn xa trông rộng Bọn thần quả nhân không bằng Hồ Tam động dung Chí không bằng một phần của bệ hạ Chỉ thấy bóng lưng Chỉ nhìn thấy bóng lưng Lục Bắc hô to một tiếng thẹn với lương tâm Trở tay lấy ra vân bằng vạn dặm đồ thì thào à, Hai vị lại nhìn bức họa này là bệ hạ Dùng ngòi vàng ngự tứ Lục mỗ một mực treo ở nhà môn huyền âm ti lần này ra ngoài cũng không quên mang theo tùy thân mỗi khi buồn ngủ liền lấy ra nâng cao tinh thần tỉnh táo cả một một phen hoàng ân mênh mông cuồn cuộn hai mắt toàn là nước mắt chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào toàn bộ người lập tức tràn đầy tinh thần ừ, hay quá hiện đệ đúng là thiên cổ trung thần ừ, vẻ đẹp vẻ đẹp bức tranh này các người nhìn con đại bằng này khí thế hùng tráng thực sự là nhân gian khó tìm À, con không phải sao Chí không bằng một phần của bệ hạ không sao họa cũng theo không kịp ừ, ta đây là thần tử có tội Vũ Thao là một người thủ tín, nói ở 3 năm ngày, liền chỉ ở 3 năm ngày. Ngày thứ sáu lúc rạng sáng một nắng hai sương phi lên phi toa về kinh thành, nhất định phải đảm bảo hoàng đế có một tâm tình tốt để vào chiều sớm. Một nhà Đông Vương phủ cùng ngày với Vũ Thao đến Đông Vương quận đã được đưa đi. Thể trọng bình quân cảm động lòng người, số lượng đoàn xe đạt tới con số kinh người là 200 chiếc. Hôm rời đi, trăm họ đưa tiễn 50 dặm. Tự phát, không ai tổ chức hội trường người ta đi lại tấp nập tiếng khóc như sấm không biết toàn tưởng rằng đông vương nhất mạch rất được nhân tâm đấy nói như vậy cũng không sai từ loại góc độ nào mà đó mà nói đông vương phủ đúng là rất được nhân tâm đông vương rời đi đông vương quận liền thái bình đông vương rời đi trời xanh liền rồi trong lúc nhất thời quận trưởng chu thế mộc tới lấy được danh xưng thanh thiên đại lão gia uy danh tăng vọt không cần so với nát đám dân chúng tin tưởng không ai có thể so sánh càng nát hơn Đông Vương phủ. Dù là một đầu heo lúc này làm thái thú cũng là một đầu thanh thiên đại lão gia ấn ký heo. Tuy rằng nói như vậy với Chu Thế Mộc là thất lễ, nhưng vì biểu độ Đông Vương phủ tại Đông Vương quận không được ưa chuộng đến cỡ nào, cả một nhà bị mang thuộc về mục đích chung mọi người cùng hướng tới. Ngày tiếp theo tác phong của hoàng đế võ Chu Chu Tề Du ở Đông Vương quận cũng tăng cao hơn không ít, liền nhảy qua ba bước bước vào hàng ngũ thiên cổ nhất đế, lực lượng minh quân trực bước tới khai quốc tiên đế, bỏ xa lão hoàng đế chú Bang Thuấn. Đến đèn đuôi xe cũng không nhìn thấy. Toàn bộ Đông Vương quận giặt rào trong không khí vui sướng, một nhà Đông Vương phủ rời đi cũng tương tự như vậy. Thật cho rằng huyền âm ti hộ tống bọn họ đến Kinh Thành, trên đường đi như đang dạo chơi trong tiết thanh minh, không được bao lâu sau sẽ lần nữa về quê cũ. Có hai người ngoại lệ, một kẻ là Đông Vương Chu Mẫn Quân, một thác trèo lên xe ngựa, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Trước khi xuất phát cũng gặp cùng Vũ Thao một lần, bảo là muốn chuyển giao một tộc phú quý cho Vũ Thao. Hai người gặp gỡ trong xe, gặp nhau trong một thời gian cạn chén trà. Sau đó, Vũ Thao trước khi xuất phát vội vàng rời đi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ nói hai chữ. Có thể sống. Nhận được tin tức hứa hẹn của Vũ Thao, Chu Mẫn Quân tinh thần chấn động, cười ha hả cùng một nhà già trẻ rời đi. Chậm chế ngâm nga Cười nhỏ xem phong cảnh, vô cùng thích ý. Tên còn lại là Đại Thế Tử, thân là hòa sĩ của tập tranh. Gã biết chuyến này xong rồi, hoàng đế buông tha ai cũng sẽ không buông tha cho gã. Lại nói về phía bên lục Bắc, sau khi Đông Vương Phủ bị niêm phong, hắn liền tạm thời tiếp thủ công việc trị an của Đông Vương Quận. Mỗi ngày phát rất nhiều nhiệm vụ truy nã, kinh nghiệm đến mỏi tay, tồn kho hỏa tốc tích lũy đến 5.000 vạn kinh nghiệm. Nguyên lai like, xét nhà không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm kinh nghiệm. Lúc trước là ánh mắt của hắn hạn hẹp, khinh thường Huyền Âm Ti. Theo thời kỳ nhiệm vụ bộc phát kết thúc, Tần suất đóng dấu mỗi ngày xa xa không bằng lúc trước. Hắn không muốn trở thành người ngồi phòng làm việc, căn cứ thời gian các người chơi lên xuống online làm việc và nghỉ ngơi. Quy định mỗi ngày giờ thìn tạm trú dán danh sách nhiệm vụ, tới trước giờ nhận quá hạn không đợi. Sau đó ngày ngày càng chính quy hóa. Quy của một ngày kéo dài đến cả đại danh huyền âm ti và hoàng cực tông ở phía chủ cửu Trúc Sơn. Cải thành ba ngày đổi mới danh sách bảng nhiệm vụ một lần. Mà hắn tận hết khả năng tiết kiệm thời gian, dành tay xử lý sự tình khác. Ví dụ như, dịch châu Nam Dương quận, trường Minh Phủ. Lục Bắc thuần thục bay qua tường viện, cảm khái biểu tỷ, ngày ngày tiến vào kho vàng. Nhất mạch hoàng thất mỗi người đều là hảo thủ kiếm tiền. Người quen thuộc mặt Hắn vừa đi lang thang trong phủ, bọn thị vệ nha hoàn thấy cũng chỉ làm như không thấy. Tĩnh thất. Lục Bắc không tìm được Chu Tề Lan, dùng khí tức cảm ứng, ngăn ngu quản gia ở thư phòng, biểu thị ý đồ đến, hôm nay hắn tới là để giao nhiệm vụ. Giao nhận nhiệm vụ đi đại doanh, tới nhà làm gì? Ngu quản gia âm thầm kinh bỉ người nào đó ngực não không đồng nhất, nhưng để ngừa tương lai sẽ bị nam chủ nhân làm khó dễ, mặt không đổi sắc nói. Điện hạ ở trong phòng tắm hậu viện đã đi nửa canh giờ, nửa canh giờ nữa là xong. Ừ, tắm rửa còn cần một canh giờ, nàng ta làm từ buồn ra sao? Lục bắc trách cứ một tiếng, bệnh công chúa thật là phiền phức, chứng bệnh rất nhiều, thích sạch sẽ cũng là một trong số đó. tạm thời không biết là có thể sửa được không, tiêu hao lực lượng cực kỳ kinh người. nói đúng ra là tâm lý thích sạch sẽ, tiên thiên ít cốc bụi bặm không dính thân, ba tháng không tắm rửa cũng thơm ngạt ngào chu tề lan thân là luyện hư mỗi ngày tắm gội một canh giờ tuyệt đối là tâm lý có vấn đề. Tâm lý bình thường giống như lục mộ hắn, tiết kiệm nước, đã hơn nửa tháng không tắm rửa. Tu tiên chứng là có bộ dáng như vậy. Ngu quản gia trợn mắt một cái chỉ ra phía sau sân dò hỏi. Lục Bắc là muốn ở đây chờ hay đi qua nhìn xem? Khá lắm, ngươi thật đúng là không có xem ta là ngoại nhân. Lục Bắc nghiêm khắc từ chối hào ý của ngu quản gia Hắn hôm nay tới tìm Chu Tề Lan là vì việc công. Thời gian là công việc. Cấp dưới không thể cùng cấp trên ba hoa. Tắm giờ cùng nhau càng là không thể. Chờ đợi hồi lâu Lục Bắc kêu ngu quản gia quay về mấy lần mới có thể gặp được Chu Tề Lan đã trang điểm hoàn tất. Người sau nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, thái độ vô cùng lạnh đùng, cũng không nói nhảm, chuyển đến tĩnh thất song tu một tranh giờ. Mấy ngày nay ngươi cũng không tới tìm ta, bận đến như vậy sao? tu luyện xong chu tề lan nhíu mày hỏi không ý tứ gì khác do thói quen song tu tạo nên giờ đã không chịu được tốc độ một người tu luyện như rùa nữa bẩm báo đại thông lĩnh thuộc hạ trong khoảng thời gian này đều đến đông vương phủ buôn ba đây để nhiệm vụ người đích thân giao cho ta đấy lục bắc vẻ mặt trung quân ái quốc nói tới công vụ không hề xưng hô biểu tỷ với đối phương chu tề lan lạnh lùng cười một tiếng <cười> ta kêu người bắt sống sư gia cũng không kêu ngươi dò xét toàn bộ đông vương phủ ngươi thực tham lam Diệt cỏ phải diệt tận gốc Ta cũng là vì bệ hạ nha Lục Bắc liếc nhìn bốn bề tính thất vắng lặng nhỏ giọng Bảm báo đại thông lĩnh Tử vệ huyền âm ti có mật báo Tình báo xác nhận là Một chuyến xét nhà là do bệ hạ toàn quyền gợi ý Có huyền vệ vũ thao nắm giữ đại cục Ti chức cũng là thân bất do kỳ Bớt nói nhảm đi Mấy ngày nay Đông Vương Phủ xảy ra chuyện gì Những chi tiết không rõ nói toàn bộ cho ta biết Này, cái này nói Lục băng lốp bốp nói về những gì trải qua trong khoảng thời gian này, làm giảm bớt tồn tại của mình và hồ tam xuống. Văn chương cường điệu phủ lên trình độ của Chu Tài Du cùng Vũ Thao Thống Soái, án chỉ hai người kiếm đặc biệt lớn, sắc mặt cực kỳ vô sỉ, quả thực là giang sơn xa Gia tắc chi đạo tặc. Chính giữa xen kẽ mấy cái tiết mục ngắn tự cho là rất hài hước vào, làm cho Chu Tài Lan nghe xong mặt tràn đầy hắc tuyến, phất tay như đuổi ruồi, kêu hắn cách xa mình một chút. Bỏ qua những miêu tả khoa trương, Chu Tề Lan đại khái hiểu Đông Vương quận đã xảy ra chuyện gì. Một câu đáng đời liền không tỏ thái độ nữa, sau đó trầm ngâm một lát. Đại thông đính, nhiệm vụ người giao phó đã hoàn toàn viên mãn, ngươi xem. Trung quân ái quốc như ta liền khao khát khó nhịn, phải chăng nên đổi mới cái nhiệm vụ rồi? Lục bác xoa xoa tay hỏi. Chu Tề Lan cũng không đáp lại chậm rãi nói. Hoàng đệ động thủ với Đông Vương nhất mạch đến tột tùng là có mục đích gì? Tước bỏ thuộc địa tộc quyền, hay muốn tài phú đông vương nhất mạch? Lục Bắc lắc đầu biểu thị không biết. Ngươi làm sao có thể không biết? Hoàng đệ gợi ý ngươi vây nhà, trước đó không căn chặn thứ gì sao? Chu Tài Lan nhíu mày, cảm giác vô cùng bất mãn với việc hai người cấu kết với nhau làm việc xấu loại bỏ nàng ở bên ngoài. Ừ, có. Nói mau. Thêm tiền. Ngươi... Chu Tài Lan trợn mắt nhìn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lục Bắc, phất tay áo, Tiền sẽ nói Bạch Ngu sẽ dẫn ngươi đi khố phòng 50 vạn đủ chưa Chỉ 50 vạn xem thường ai đó Trong mắt Lục Bắc hiện lên một vòng khinh miệt Từ khi gia tài trên người hắn vượt qua trăm triệu Thì đã thoát ly bực tài phú cấp thấp như tiền tài này Có thể phát ra một câu từ nội tâm Là hắn thông tích tiền biểu môi Nhỉ, Đại thống lĩnh Ngươi coi Lục Mỗ trở thành người nào rồi Ta nói thêm tiền không phải cố ý đen giá Mà bệ hạ chuyên đặt mệnh lệnh thêm tiền Lần xét nhà này, Bệ hạ nhập số lượng lớn, cụ thể bao nhiêu ta không tiện nói rõ, chỉ có thể nói tài phú nhập quốc khố không bằng hai thành của bệ hạ. Chu Tề Lan nhắm mắt không nói gì, nói đến thật đáng buồn, nam nhân bên người nàng một người tốt cũng không có. Tu luyện kết thúc, báo cáo công việc kết thúc, Lục Bắc hoàn toàn đổi xưng hô há miệng biểu tỷ ngậm miệng biểu tỷ làm Chu Tề Lan không muốn bị người khác làm phiền, quyết đoán nhét nhiệm vụ mới để cho gã xéo đi. Trước khi đi còn dặn dò một câu, người cần chăm chỉ không được lười, kêu hắn chịu khó hơn, đừng cứ ba ngày đánh hai cái nằm ườn. Phiên dịch qua thì dạo gần đây lục bắc lời xong tu, như này rất không tốt, lãng phí tư chất, nàng bất thứng. Lục bắc sảng khoái đáp ứng, lần sau nhất định sẽ bồi thường cho. Cách xa trưởng Minh Phủ, Lục Bắc cũng không tiếp tục phản hồi chữ châu Đông Vương quận mà bay về phía Tây. Tiếp chuyến này, một mặt là để giao thiệp với cả Hoàng Cực Tông còn có một tộc cơ duyên chờ hắn đi nhặt là ngọc bội của trần huyền nhu đoạn thời gian trước lục bắc có phải trần gia trần huyền bân trả lại cho cốt di vật lấy tội lớn diệt tộc hoài nghi mưu nghịch giam trần huyền bân lại về sau đông vương phủ niêm phong huyền vệ vũ thao tọa trấn kinh thành đích thân đến nhổ cỏ tận gốc quan trường đông vương quận áp giải một nhà đông vương đến kinh thành một loạt thay đổi tới mức chữ châu trần gia nhanh chóng mang tới tiền chuộc người Tròn vẹn bỏ ra 10 triệu thêm khế đất hai đỉnh núi đầy đủ linh khí mới đưa được Trần Huyền Bân từ nha môn huyền âm ti trở về. Thả vào bối cảnh tu tiên phong kiến cổ đại không có linh khí, gia tộc tu tiên đáng nhìn là thế gia, gia cấp đại địa chủ. Trước khi võ chu, chu gia không mưu đồ đoạt quyền thiên hạ, cũng thuộc về giai cấp này. Trần gia chữ châu không phải cái thế gia đợi hại gì, kinh doanh nhiều năm, tài phú trong nhà cũng có một chút, chúng một đao kia là thành thành thật thật không dám có một câu án hận. Có một đao giết gà dọa khỉ này, các gia tộc khác ở Chữ Châu không dám đỗ máng, suốt đêm mang theo quả hiếu kính lao tới nha môn huyền âm ti. Có Đông Vương quận cùng Trần Gia làm thí dụ, hơn 10 hoặc vài thập niên tiếp theo, Chữ Châu ai là phản tặc, ai là thuận dân, hồ tam hồ tứ định đoạt là được. Quan mới tiền nghiện đốt lên ba bó đuốc, trong đất quản hạt, người cảm thấy bất an, mục đích coi như đã đạt được. Trần Gia đón người rời đi, Trần Huyền Bân lại không muốn đi. Tiểu Bạch Kiểm ngũ quan ẻo lả nhưng ngoài ý muốn là cực trọng nghĩa khí ân tình. Vì báo đáp ân tình di cốt của gia tỷ, tình nguyện đắm mình ở lại huyền âm ti, làm chó cho Lục Bắc. Nhưng lại bị Lục Bắc một cước đá văng, chết cười, cả gốc sự nghiệp cũng không có, muốn ở cạnh tranh chức thư ký của hắn. <laughs> Kiếp sau đi. Thấy Lục Bắc một chút cơ hội cũng không cho, Trần Gia cũng có phần thất vọng, kéo Trần Huyền Bân vẫn không buông tha rời đi. Bởi vì sự kiện này, Lục Bắc lại một lần nữa nhớ tới miếng ngọc bội bị hắn vứt ra sau đầu. Sau khi nghiên cứu một lát phân tích ra một bức tàng bảo đồ, địa điểm tại Nam Đỉnh, quận Dịch Châu. Hắn không trông chờ quá lớn đối với cơ duyên ghi chép trong tàng bảo đồ. Chỉ là căn cứ tâm tư đến cũng đã đến, thuận tiện đi một chuyến mà thôi. Dù sao cũng không xa, vẫy cánh là đến. Tiếp đó, bờ sông một người độc bộ thản nhiên tự đắc. Ồ! Lục băng hạ xuống khỏi đám mây, kinh ngạc nhìn qua thân ảnh câu cá quen thuộc. Đại sư Bình, ngươi làm sao ở đây? Ai lục sư đệ, ngươi cũng tới đây câu cá sao? À không phải, ta chỉ đi ngang qua. Lục Bắc không biết đáp lại thế nào ngượng ngùng cười. Đại sư Bình, còn nơi thế sao? Không quân ở đâu không phải quân, chạy xa tới tận dịch châu làm cái gì vậy? Bờ sông, một nam tử khuôn mặt tuấn láng đang thả câu, khí chất lười nhát không phải đại sư huynh lâm Dũ của lăng tiêu kiếm tông thì là ai tình cờ gặp được lục bắc ở dịch châu lâm Dũ vô cùng vui mừng nhưng vừa nghe lục bắc mở miệng cả người lập tức hơi chìm xuống đánh người không đánh mặt câu cá không được nói lời không quân tiểu sư đệ hơi quá đáng ngoài ý muốn gặp phải lão nghiện câu cá lục bắc có phần kinh ngạc theo bản năng tiếp nhận trần châu ngồi xuống cùng với lâm dũng Thu hoạch cái gì đó cũng không cần nghĩ nữa rồi. Câu cá cùng tu hành có cùng một cái đạo lý. Càng chịu khó tu luyện bản lĩnh càng cao, càng chịu khó câu cá, không quân càng nhiều. Giống như lục bắc không còn quần sáng hộ thể thời kỳ tân thủ. Cá chép hóa rồng anh dũng vào trong miệng năm đó, ẩn ẩn có tiết tấu phải ra chợ bán thức ăn mua cá. Ăn gian lại khác, dùng khải đinh đan hoặc long huyết treo mồi, không con cá nào không câu được. Lâm Dũ thì càng lợi hại hơn, gặp sông thả cần, gặp nước nhất định ngừng. Vương bài trong giới không quân có thể dùng bốn chữ hình dung lịch sử không quân hào hùng của y. Một năm bốn giết. Ờ, sư huynh, ngươi còn chưa trả lời ta đấy, nơi này rất xa, tại sao phải chạy tới dịch châu, cầu cá. Lục Bắc nhìn xung quanh một chút, rừng sâu núi thẳm, mặt nước sông lũ u tĩnh, bầu trời trong sáng vạn dặm không mây, là thời tiết tốt để câu cá. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là địa điểm Lâm Dũ thả câu cùng nơi giấu bảo tàng cách nhau chưa đủ 30 dặm. Lục Bắc Hoài nghi cơ duyên của mình sẽ bị chia ra. À, Sơn Môn cái nhiệm vụ, à, người khác ngại xa không muốn tới đây, liền phân công ta đến trên đầu, à, ta lại thuận tiện tới để câu cá. Lâm Dũ giải thích, thuận tiện tới câu cá, à, thuận tiện làm nhiệm vụ Sơn Môn. Lại hỏi tiếp ví dụ như đã câu được cá thế nào lão không quân sẽ thẹn có hóa giận ngay. Lục bác thấy tốt thì bám truy vấn. Là sư huynh, nhiệm vụ gì? Nói chút, tiểu đệ vừa vặn nhàn rỗi, có khi lại có trợ giúp. Sư tỷ đâu? Sư tỷ phải chăng ở ngay gần đây? <laughs> một lần khảo hạch, không phải cái nhiệm vụ gì trọng yếu. Thấy lục bác không còn hỏi tới vấn đề câu cá được bao nhiêu, Lâm Dũ nhẹ nhàng thở ra, giải thích nguyên nhân mà mình tới dịch châu. Một năm mới bắt đầu, Lăng Tiêu Kiếm Tông lại đến thời kỳ khảo hạch đệ tử 3 năm một lần. Lâm Dũ với tư cách là đại sư huynh trong tam đại đệ tử, đứng mũi chịu sao khảo hạch. Y không có cách nào ở nhạc châu câu cá nữa, đành phải đến dịch châu câu cá. <laughs> cách đây ba mươi dặm có một chỗ gọi là thần Trầm Long Cốc. Tiên bối Sơn Môn ở đó bố trí xuống một trận pháp, có dấu một thanh đoàn kiếm. À, đạt được đoàn kiếm này, ta nên có tư cách tham gia đại hội thiết kiếm. Ừ, 30 dặm Trầm Long Cốc, có trùng hợp như vậy hay không? Tuy nói trùng hợp vô cùng không hợp lý, nhưng vốn lục bắc đã đối với cơ duyên này cũng không để trong lòng hiếu kỳ đại hội thiết kiếm là cái gì ta cũng là tam đại đệ tử vì sao không ai đến thảo hoạch với ta ờ à, đại hội thiết kiếm lời nói không thể nói rõ lâm dũ truyền âm đại hội thiết kiếm do thiết kiếm tông chủ trì mỗi ba năm một lần triệu tập đệ tử ưu tú so kiếm ẻn à, so kiếm hai mắt lục bắc tỏa sáng nếu là đệ tử ưu tú khẳng định có người luyện được bất thủ cửu kiếm là thời điểm hưởng trực một hồi, đổi mới bất thủ kiếm ý của hắn. Năm nay đại hội thiết kiếm có khác biệt, theo tin tức mà chấp pháp viện truyền ra cảnh nội nhạc châu xuất hiện một cái bí cảnh quy mô rất lớn, đại khái khoa trương như năm châu vậy, cơ duyên rất lớn. Lăng tiêu kiếm tông có phải căn cứ không quân hay không, trước mắt cứ cho một cái nghi vấn tạm, nhưng chấp pháp viện tuyệt đối là căn cứ hộ bát quái, trước sau bồi dưỡng bực tinh anh như bạch cầm và vệ dự nhìn tin tức gì mà trải qua chỗ đó đều có khả năng biến dị. Lâm Dũ tiếp tục truyền âm. Dưới mặt lệnh của Thiên Kiếm Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta bí mật tiêm quản bí cảnh. Việc này người ngoài không biết, người đừng truyền ra vạn nhất bị huyền âm ti cùng Hoàng Cực Tông thăm dò được sẽ không tốt. À, cái này có chút khó khăn. Lục Bắc, hắn giải đầu không biết nên nói thân mật với Đại sư Minh hay không. Suy nghĩ một chút vẫn thấy là bỏ đi, Vạn nhất tự giới thiệu là tử vệ huyền âm ti lại làm thống lĩnh hoàng cực tông cái gì đó. Đại sư Huynh trong cơn giận dữ hôm nay điền tìm được cớ cho việc không quân. Bởi vì bí cảnh hiện thế vô cùng đột ngột làm mọi người trở tay không kịp, kéo dài thời gian sợ người ngoài phát hiện. Thiên kiếm tông điền định tổ chức lần thiết kiếm đại hội này ở Nhạc Châu, triệu tập đệ tử ưu tú bên trong lấy danh nghĩa so kiếm thăm dò bí cảnh, coi như là đối với tập thể đệ tử ưu tú trong liên minh cổ vũ mọi người cùng cố gắng tu hành, Vậy thì tại sao không ai tiến hành xét tuyệt với ta? Ta chưa đủ ưu tú sao? Ở lục sư đệ bình tâm một chút chớ nóng vội, ta không phải còn chưa nói hết sao? Thấy tiểu sư đệ không vui, có tâm tình, lâm rũ vội vàng. Theo con đường tin tức của chấp pháp viện truyền ra, Bạch Sư Tỷ cũng ngươi đã tranh thủ xin viện trưởng chấp pháp viện cho phép đại hội ngày đó mang theo người vào trận. Người biết nhanh mà, trong lòng Sư Tỷ có ta, nhớ lại lồng ngực ấm áp của bạch cẩm lục bắc nhếch miệng cười một cái lộ ra cao răng trắng như tuyết nè, sư đệ đừng cười chuyện này cũng không nên truyền ra là sao huyền âm ti cùng hoàng cực tông quản trời quản địa còn quản sư tỷ thương tiểu sư đệ lục bắc giận dữ đám cầu tặc này bàn tay không khỏi quá dài đi huyền âm ti cùng hoàng cực tông là mặc kệ không quản nhưng trưởng môn của chúng ta cũng chính là phụ thân của ta sẽ quản bị y nghe thấy sẽ không tốt lâm dũ nhún vai trưởng viện bất lữ vọng là sư tôn của bạch cầm là mẫu thân của lâm dũ đồng thời cũng là trưởng môn phu nhân vì sư đẹp lục bắc lưu lạc bên ngoài cơ khổ không nơi nương tựa nếm phải nhân gian ấm lạnh mà thật dụng tâm không biết nói cái gì cho tốt thôi thì theo thường lệ trước đau lòng một chút với trưởng môn lâm bất yển có bảy địch rình xung quanh lão bà nhi tử và khuê nữ của ngươi đều là người ngoài người làm trưởng môn như ngươi thực sự là quá khó khăn thuận tiện đau lòng cho mình một chút nếu không phải trưởng môn phu nhân khư khư cố chấp hắn sẽ không nhận thức được chính thức của thiết kiếm minh nhận được một khối lệnh bài thiết kiếm càng không vì tẩy trắng chính mình mỗi ngày đi sớm về tối quỳ kiếm chút tiền dơ bẩn của huyện âm ti à, đúng rồi đại sư huynh lần đại hội lần này khi nào khai mạc à, ở nơi này vài ngày tính toán thời gian bạch sư tỷ của ngươi chắc cũng đã đi tam trúc sơn tìm người rồi lâm dũng nghi ngờ nhìn lục bắc đột nhiên bừng tỉnh quái ngươi không nhận được đưa tin của Bạch Sư Muội sao? Là cửu Trúc Sơn Tam Thanh Phong, không phải Tam Trúc Sơn, phiền ngươi nói đầy đủ toàn bộ, cảm ơn. Mấy ngày nay ta một bực vội vàng chính sự, không có cả thời gian đặt chân, thời gian đả tọa cũng không tìm được, cũng không quay về Sơn Môn. Lục Bắc thầm nghĩ không xong, trong khoảng thời gian này, xa trưởng lão bế quan không ra, quấn quýt cùng một chỗ với xà tỷ chơi song tu 24 tiếng đồng hồ không ngừng, bảo là muốn trùng kích hóa thần cảnh. Hắn bởi vì chen vào không được, không tìm được việc vui thêm với lần này kiếm tiền và kinh nghiệm ở Đông Vương quận trùn tới cả tay, một mực không có thời gian trở về Tam Thanh Phong. Nếu như sư tỷ cùng xa tỷ chạm mặt, sẽ không xuất hiện cái sự cố hỷ văn nhạc kiến gì chứ. Cảm giác không tốt lắm. Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, là biểu tỷ không có ở đây. Sư đệ cần cù tu luyện là chuyện tốt, nhưng nhớ không nên kinh xuất, lại càng không nên vì chính sự mà làm trễ nải việc cầu cá. Lâm Dũ dặn dò, ta và ngươi đều là người trong tu hành, khí thịnh, hành động nóng nảy là kỵ. Thả câu kết hợp động tĩnh đối với tu hành có chỗ rất tốt. được, được, đoạn văn này lần trước ngươi cũng đã nói với ta. Lục Bắc giơ tay lên hô ngừng, không chịu được lý luận của lão câu cá không quân, chỉ vào trầm long cốc ngoài 30 dặm. Sư huynh, thứ cho toàn nói thẳng, lấy bản lĩnh của ngươi, không quân bình thường phát huy là được. Nghĩ lúc nào, không lúc liền không lúc đó, nhưng lần này đại hội không giống. Cơ duyên tới trước lấy trước, muộn sẽ không, Ngươi không gấp sao Sư đệ Ngươi nói bậy bạ gì đó Lại nghe thấy hai chữ không quân Lâm Dũ phẫn nộ vô cùng Ngạnh cổ không thận theo Nói là không quân Không phải cho cá ăn Người tu tiên sẽ không bao giờ không quân Cho dù có Cũng là cố ý làm cho có mà thôi Trước là nuôi cá Đây là đạo vạn vật cùng phát triển Sau cùng bổ sung một câu Lúc chân ta cũng nói Sư huynh tới dịch châu là vì câu cá Nhiệm vụ sơn môn chỉ là thuận tiện Thành công thì tốt, không thành công cũng không quan trọng. Nói cho cùng vấn đề là người cầu sao? Một chút cũng không. Từ lễ mừng năm mới đến bây giờ, nửa tháng rồi, Lâm Dũ dọc theo lộ tuyến nhiệm vụ một đường câu cá. Cho dù chỉ cần hơi chuyển qua một chút chính là trầm nong cốc, y cũng bởi vì bên đó không có sông nên chẳng muốn đi qua. Lão câu cá làm việc không tàng hoàng, ngay cả lục bắc cũng không nhịn được nữa rồi. Thần niệm đảo qua phát hiện cảnh giới lâm rũ là hóa thần, thân thể to lớn nhưng cùng cấp với mình, khóe miệng hơi nhách lên trong bụng toát ra một chút ý nghĩ xấu xa. Dây câu ngừng nước, cần câu trong tay lâm rũ trầm xuống, mặt mày hớn hở nói: "À sư đệ, mau nhỉ, vì huynh câu được cá lớn rồi." "Khá lắm, ngươi rốt cục câu được cá." Lúc bắt đợi đến lúc mặt trời xuống núi, khi mọi người cũng sắp ngủ rồi, để cho một con cá cũng không câu được, lập tức la lớn: Đại sư huynh, ta hóa thành rồi, ta tu hành chưa đủ một năm, cảnh giới liền bằng ngươi khổ tu vài thập niên. Nói xong chỉ chờ lâm Dũ như thấy sấm sét giữa trời quang, vừa kinh sợ lại vừa ghen ghét. Thể xác và tinh thần gặp phải đà kích, tay run một cái hôm nay sẽ không quân mà về. Chúc mừng, chúc mừng, sư đệ tư chất kinh người, vi huynh tự nhận thông bằng. Tất cả lực chú ý của lâm Dũ đều ở trên cần câu, thuận miệng qua loa một câu. Cần câu, trong tay nhấc lên, một con cá chép ước chừng hai cân thành công quảng lên bờ. Sư đệ nhìn con cá chép nặng hai cân này, lớn hay không? Nhớ lại lúc, lúc mới gặp gỡ, hắn coi nhận lâm rũ thành uh, tình địch. Nhìn đại sư huynh cùng tiểu sư đệ có chút thù không đợi trời chung. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn quả thực là một tên nốc. Sư tỷ mắt mù mới có thể nhìn chúng ra hỏa này. Đại sư huynh trầm mê không quân, một chút lòng cầu tiến cũng không có. Tiểu sư đệ vì thế rất lo lắng, Lục Bắc dắt lấy Lâm Dũ cứng rắn kéo đi Trầm Long Cốc làm nhiệm vụ. Người sau không thuận theo buông tha, ôm cây không chịu đi, thề thốt, rõ ràng chết đi cũng phải ở bờ sông. Song Phương đều thối lui một bước, Lâm Dũ lại một lần nữa thả cần đền đi. Một lần này chính là một đêm. Sáng sớm hôm sau Lâm Dũ dính xương sống đầy người tinh thần vẫn tràn đầy như trước. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, Lục Bắc vỗ vỗ khói sinh ra từ kẽ hở, đưa một thanh đoàn kiếm tới trước mặt Lâm Dũ. Sư huynh, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành là lúc nên quay về Nhạc Châu. Không vội, sau cùng một. Giắc. Lục Bắc mặt không cảm xúc nâng lâm rũ lên, đứng dậy bay về chữ Châu. Trước khi đi còn phóng sinh con cá bột hai cân. Nó vẫn còn là con nít, không nên rơi vào trong tay của lão không quân. Cùng lúc đó trên Tam Thanh Phong, Sao Yên bừng tỉnh từ trong bế quan, trong lòng khẽ run, cảm thấy hôm nay như có đại sự gì phát sinh. Quái lạ, sao đột nhiên tim ta đập nhanh đến vậy? Chẳng lẽ là tên người chết kia xảy ra chuyện gì? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 63 nhỉ? của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. À, giờ thì mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.